một trong những cái cấu trúc như vậy ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tiến. Và như vậy thì chúng ta nói đầu tiên chúng ta nói về cái cấu trúc đội, và chính là cái tại sao mà hiện nay đúng không? Hiện nay mà người ta sử dụng nhiều cái cấu trúc tổ chức theo đội hay là cách làm việc theo đội. Thì một cái lý do đó chính là gì? Đó là đúng như bạn Tiến nói, đó là chính xác đấy. Đúng không? Đây là cái cách tổ chức mà phối hợp theo chiều ngang, và nó tạo cho tổ chức cái sự linh hoạt hơn, tạo cho cái sự linh hoạt hơn và người ta sử dụng nhiều hơn hiện nay, tại vì các công ty, các tổ chức cần phải linh hoạt nhiều hơn. Rồi có ai bổ sung thêm lý do nào nữa không? Mời bạn bạn Hồng Thu Yên. Theo sư thầy, khi làm việc theo đội thì chúng ta sẽ tăng được hiệu quả công việc bởi vì mọi người sẽ chia sẻ và bổ sung kiến thức cho nhau và luôn thảo luận để có thể đề ra được phương án tốt nhất. Rồi, cảm ơn bạn Uyên, rất là đúng. Và như vậy thì khi làm việc theo đội, bên cạnh cái việc mà về mặt tổ chức thì chúng ta có được những cái sự linh hoạt hơn, có được cái sự sáng tạo hơn, thì nó còn nữa là gì nữa, nó còn là giúp cho các thành viên chúng ta có thể phối hợp với nhau để chúng ta làm công việc tốt hơn. Tại vì hiện nay chúng ta thấy là cái bối cảnh về bùng nổ thông tin hiện nay, kiến thức tri thức nó tăng lên rất là nhanh, và nếu chúng ta áp dụng cái định luật Moore ở trong cái bối cảnh này đó, định luật Moore đưa ra là gì, là trong vòng thời gian 24 tháng thì cái số lượng transistor trên một cái inch vuông đó, nó sẽ tăng lên gấp đôi. À, thì chúng ta có thể ứng dụng cái định luật Moore vào trong cái về cái thông tin, tức là trong vòng 24 tháng đó, thì về cái số lượng tri thức kiến thức của nhân loại trên mạng nó sẽ tăng lên gấp gấp đôi. Nghĩa là cái tri thức, cái kiến thức, cái thông tin nó được cập nhật rất là nhiều, và một người chúng ta cũng rất là khó để chúng ta có thể cập nhật hết những cái thông tin, những cái tri thức, những cái kiến thức đó. Mà chính vì nó tăng lên nhiều như vậy cho nên nó sẽ đòi hỏi những công việc chúng ta, những cái hoạt động mình làm nó phải kết hợp rất là nhiều các cái thông tin, tri thức, các kỹ năng khác nhau, và từ đó dẫn đến là gì, chúng ta phải phối hợp với nhau, phối hợp với nhau để nhiều người có thể phối hợp lại để mà tạo ra được cái công việc, thực hiện công việc, tạo ra cái sản phẩm dịch vụ nó tốt hơn, nó sử dụng đa dạng các loại kỹ năng kiến thức khác nhau. Chúng ta nói về cái thứ nhất, chúng ta nói về cái giá trị của đội đây. Đầu tiên mình định nghĩa đội là cái gì, đúng không ạ? Đội là gì? Vậy định nghĩa đơn giản thôi, đúng không ạ? Đội là tập hợp từ hai người trở lên có sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, đó, cùng chia sẻ một cái mục tiêu chung và tận tụy cam kết với cái mục tiêu của mình. Đó là cái đội, định nghĩa cái đội như thế. Như vậy thì chúng ta thấy là quan trọng, những cái ý quan trọng ở trong cái định nghĩa đội đó, đội khi làm việc trong cái đội đó các bạn, là các thành viên có sự phụ thuộc và tương tác lẫn nhau. Như là ví dụ như một đội 5 người thì một người này á, mà không làm thì sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác còn lại. À, nhà là phụ thuộc lẫn nhau, một người sẽ phụ thuộc bốn người còn lại. Vậy tôi nói ví dụ vậy. Rồi tiếp theo là tương tác. Khi làm việc đó thì một người phải tương tác với tất cả những bốn người còn lại trong một đội 5 người, phải tương tác và cùng nhau trao đổi, cùng thảo luận, tương tác lẫn nhau. Và đương nhiên là gì, họ có sự cam kết gắn bó với cái mục tiêu của đội rất là cao. Chúng ta so sánh sự khác biệt giữa đội với nhóm. À, cho nên các bạn thấy là nó khác nhau chứ không giống nhau đâu. Khi chúng ta nói chia thành các cái nhóm hay làm việc nhóm, thực ra cái ý nghĩa hiện nay là teamwork chứ không phải là group work. Đây có phân biệt giữa group với team. Bạn thấy đó. Đối với nhóm, nhóm thì có một lãnh đạo được chỉ định, trong khi đội là lãnh đạo mang tính chất là luân phiên chia sẻ, nghĩa là cái tính chất về hành chính nó giảm đi ở cái, trong làm việc đội đó nó giảm đi, ai là cái người có thể dẫn dắt, có thể hướng dẫn mọi người, có thể hỗ trợ mọi người tốt làm lãnh đạo, mà một người khác tốt hơn, khác hơn đội.
Cái thứ hai là nhóm thì chúng ta phải làm cho mọi cá nhân có trách nhiệm với công việc, còn đội là làm cho các thành viên họ có trách nhiệm với nhau. Khác nhau là khác nhau giữa cái điểm đó. Cái thứ ba là nhóm thì xác lập các mục tiêu cụ thể cho tổ chức. Khi mà giao một cái nhóm làm việc đó các bạn, là phải sẽ giao cụ thể công việc cần phải làm là gì rồi. Nhưng đội, hôm trước mình nói trong cái phần đội đó, khi mà đội giao nhiệm vụ cho đội thì chủ yếu là giao cho cái sứ mệnh thôi. À bây giờ lập ra cái đội này có nhiệm vụ phải nghiên cứu tìm ra sản phẩm mới, à, có một cái nhiệm vụ rất là chung như thế, rồi tự người ta ngồi người ta tìm ra với nhau. Đối với nhóm là kết quả công việc mang tính cá nhân, còn đội là kết quả mang tính tập thể, đây là cái thành chung của cả đội, thành quả của cả đội chứ không phải là một người nào. Rồi nhóm là ta sẽ điều khiển đúng không ạ, ta sẽ điều khiển và mang tính chất, ví dụ như giả sử điều khiển một cuộc họp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dựa vào cái mục tiêu để điều khiển, trong khi đội là ta khuyến khích mọi người thảo luận để làm sao giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. À, nhóm thì chúng ta đo lường cái hiệu quả đúng không ạ, thông qua cái kết quả kinh doanh, trong khi đội là chúng ta đo lường kết quả thông qua cái kết quả tập thể. À, chút xíu mình sẽ nói một cái đội hiệu quả là như thế nào. Nhóm thì chú trọng hơn đến cái việc mà quyết định ủy quyền, trong khi đội là người ta chia sẻ với nhau. À, cho nên chúng ta thấy là không có ai nói tình đồng nhóm cả, người ta chỉ nói tình đồng đội thôi, không nói tình đồng nhóm. Đội người ta làm cái, người ta chia sẻ với nhau, cùng trao đổi, cùng gắn bó với nhau, cùng sống chết với nhau để làm. Đó, chúng ta thấy cái khác biệt giữa đội với nhóm. Và đóng góp cho đội đó chính là gì? Đó là cái sự đổi mới nè, giúp ta đổi mới tốt hơn. Cái này hôm trước mình nói rồi, chất lượng mình làm tốt hơn, tốc độ nhanh hơn, năng suất cao hơn, và một cái điểm quan trọng nữa là tạo ra cái sự hài lòng cho các thành viên. Nhưng người ta mới nói tình đồng đội là vậy, ta gắn kết với nhau đó. Khi mà làm với nhau và chia sẻ với nhau, có trách nhiệm với nhau rồi, gắn bó với nhau, tạo ra cái sự gắn kết với nhau hơn. Đó là những cái điểm rất là tốt. Rồi chúng ta nói về các hình thức của các cái đội. Như vậy thì cái đội thứ nhất là chúng ta gọi là cái đội chức năng, đây là cái đội chính thức và nó được lập ra và có một cái người quản lý. Thì cái đội này thì người ta ít xài ở trong thực tiễn, thì nó mang tính hành chính. Cái đội này mang tính hành chính thì nó lại không có tác dụng nhiều với phòng ban, ví dụ như là bộ phận tài chính của công ty, đó là một đội chức năng. Bộ phận về quản trị chất lượng của công ty, đó là một cái đội chức năng. Cái người ta nói nhiều, khai thác nhiều, đó chính là nói về cái đội đa chức năng. Đội đa chức năng là một cái đội được lập ra và các thành viên đến từ các bộ phận khác nhau, các cái phòng ban, các bộ phận chức năng khác nhau ở trong công ty. Đó, đội đa chức năng là người ta phải nói nhiều đến cái này. Và đội đa chức năng thì một cái dạng nữa là người ta phục vụ cho mục tiêu đặc biệt. Thì nó giả sử như dịch Covid ảnh hưởng ý quá, ta lập ra cái đội ứng phó với lại cái sự tác động của Covid đối với công ty, lập ra cái đội gồm nhân sự từ các phòng ban khác nhau tham gia vào làm. Đó, như vậy thì có thể có một cái mục tiêu đặc biệt. Hoặc là chúng ta cũng có thể lập một cái đội đó triển khai một cái dự án, thì triển khai một cái dự án của công ty. À, thì cái phần này dễ thì nó nhanh. Rồi một cái đội nữa mà cái khái niệm chúng ta nói về các hình thức của đội đấy, một cái khái niệm nữa đó là chúng ta nói về đội tự quản. Đội tự quản là cái đội mà người ta tự được ủy quyền rất là cao và họ được tự quyết định các cái vấn đề liên quan của họ, kể cả về con người, nhân lực, nhân sự và kể cả về phân chia cái thành quả công việc. Đó, nghĩa là họ có thể họ hoạt động khá độc lập. Trong các công ty thì cái đội này khoảng từ 5 cho đến 20 người. Thì một số công ty họ theo cái hình thức này các bạn. Để lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như FPT chẳng hạn. FPT họ rất là khuyến khích nhân viên có cái sự sáng tạo.
đóng góp ý kiến, đưa ra những ý tưởng mới sáng tạo. Thì khi mà một người đưa ra ý tưởng sáng tạo, ý tưởng mới mà thấy có tính khả thi đó, thì lãnh đạo công ty có thể sẽ cho cái người này chủ trì để mà thực hiện ý tưởng này. Anh có thể huy động người đó, mấy người tham gia vô cùng anh làm, công ty sẽ bố trí nguồn lực thời gian cho làm. Rồi khi mà cái sản phẩm này mà nó giả sử như mình có ý tưởng với một sản phẩm mới, như cái sản phẩm mới này nó có cái khả thi có thể đưa ra thị trường được, công ty cho cái nhóm này, cái đội này nè, cho đội này được chủ động luôn. Bây giờ rồi bây giờ công ty sẽ hỗ trợ cho phòng làm việc nè, bán hàng là các thứ này, rồi bây giờ tự phát triển đi, tự kinh doanh, tự bán đi, hệ thống phân phối của công ty có đó, các hệ thống quản trị có, thương hiệu có đó, cho sử dụng, đương nhiên phải nộp lại cho công ty về cái lợi ích là bao nhiêu, rồi cho anh tự quản anh làm, tự kiếm người, tự phát triển thêm người nhất là. Và thậm chí là nếu như phát triển ngon thì người ta còn lập thành một công ty con, công ty riêng, coi như công ty mẹ bỏ tiền ra đầu tư cho họ thành một cái công ty con để phát triển. Thì đó, dạng kiểu thì ví dụ các bạn như thế, cái đội tự quản ha, nó những điểm chính thôi. Rồi một cái điểm nữa, không phải là nó tốt hết, nó cũng có những cái vấn đề khó khăn trục trặc, đó là những cái vấn đề nan giải của đội ha, những vấn đề nan giải của đội thì lấy mà vấn đề nan giải của đội thì khi mà làm theo đội thì vấn đề nan giải là cái gì? Thứ nhất đó là nó gọi là chúng ta phải từ bỏ cái sự độc lập của mình. Nhiều chúng ta thấy là làm việc ở trong đội là một người sẽ phụ thuộc vào những người khác, cho nên là mình làm cá nhân á, thì chúng ta có thể chủ động riêng mình, nhưng làm việc theo đội là chúng ta phải phối hợp và phải phải hoàn coi như là phải phối hợp chặt chẽ với những thành viên còn lại. Đó là một cái điểm mà nó sẽ làm cái, nếu chúng ta chưa quen thì mình cũng phải là cái sự thích ứng. Nó giống như các bạn là ví dụ như là các bạn học rồi thầy cô chia các cái đội làm việc, các bạn làm đúng không? Bây giờ trong đội có một thành viên làm biếng, không có làm nhiệt tình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn, tại vì dẫn đến là các bạn không làm tốt được và điểm chấm thầy cô chấm chung, cho nên là mình bị ảnh hưởng đó. Như vậy chẳng thà là nếu như mà làm riêng một mình á, thì mình là người rất là siêng, rất là cầu toàn, đòi hỏi rất là cao, cho nên là mình sẽ rất là đầu tư vào để mình làm và kết quả mình nó sẽ xứng đáng với của mình. Trong khi đội ai vô đội là mình rất là siêng rồi, nhưng mà mấy người kia không chịu làm, mình bị ảnh hưởng, thì đó là một cái vấn đề nan giải. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải chịu với sự chịu đựng, đó là cái tình trạng lười biếng xã hội, social lazy. Bạn nào có thể nói thầy biết là cái lười biếng xã hội là gì không? Rồi xin mời bạn, bây giờ tại phát biểu luôn đây. Dạ thưa thầy, theo em biết lười biếng xã hội là một cái hiệu ứng tâm lý mà một người có xu hướng là bỏ ít công sức hơn khi làm việc nhóm với thầy, mặc dù là tất cả các thành viên đang chung sức cho cùng một mục đích nhưng mà cái cá nhân đó lại đóng góp ít hơn. Rồi cảm ơn Vi là chính xác rồi đấy, nghĩa là có người giống kiểu nó có người ta gọi là social lazy, hoặc là bây giờ người ta có người ta gọi cái đó cái người đó là free rider là cái người mà đi đi qua giang, không bỏ công sức ra đi qua giang đi ké, nghe mình không làm, mình làm ít nhưng mà hưởng hưởng nhờ những người thành viên khác làm thì mình hưởng ké theo về lý xã hội. Các bạn làm việc theo đội các bạn có gặp trường hợp đó không? Là khi gặp thì các bạn giải quyết như thế nào?
À, bạn nào có thể chia sẻ nào? Rồi xin mời bạn. Mời bạn Như. Như thưa thầy là khi mà gặp những cái trường hợp như là xã hội lười biếng xã hội như thế này mà trong các thành viên thì em nghĩ là em sẽ tạo cho họ những cái nhiệm vụ cụ thể cũng như là cái thời gian cụ thể để họ hoàn thành, thì em nghĩ như vậy là có thể giảm thiểu được cái sự lười biếng xã hội, tại vì ai cũng có nhiệm vụ riêng để họ hoàn thành đó thầy. Rất là đúng, chính xác cái đấy. Giao công việc cụ thể hơn, không giao chung chung nữa. Đó là một cách. Rồi, có ai bổ sung thêm không? Đây, người bạn nào đây? Người bạn là Thảo Nguyên. Dạ thưa thầy, bên cạnh đó em nghĩ là em có thể khuyến khích tinh thần nhóm cũng như là động viên khuyến khích các bạn và nhắc nhở các bạn là mục tiêu của mình là gì, mục tiêu chung của nhóm là gì, và các bạn đó cũng phải cố gắng để có thể đưa nhóm hoàn thành được cái mục tiêu đó. Rồi, cảm ơn bạn Thảo Nguyên. À, cái này là cái mà chúng ta rất dễ gặp, thường gặp mà các bạn thấy là gặp nhiều lắm. À, cái thứ nhất, chúng ta giao việc cụ thể cho các cá nhân, đó là chính xác. Chúng ta động viên, rất là chính xác, động viên để mọi người hướng cái mục tiêu chung. Thực ra đó, à, nói thêm, mở rộng thêm cái ý của bạn Thảo Nguyên một chút xíu là chúng ta phải tạo cho mọi người cái sự cam kết cao với cái mục tiêu. Như vậy thì cái quá trình mà chúng ta thảo luận với nhau để xác định cái mục tiêu để nó làm á, làm sao phải thảo luận rất là kỹ, và các thành viên đều phải rất là đồng thuận với lại cái mục tiêu đó, thì lúc đó người ta có sự cam kết cao hơn. Rồi chúng ta có thể phải làm nữa là gì, cá nhân hóa phần thưởng. À, thay vì là tuy nhiên là nó phải có cái phần đội, nó phải là có cái chung rồi, nhưng chúng ta cũng phải có cái sự khác biệt, cái sự đóng góp của các cái thành viên ở trong đội, cá nhân hóa ra một chút thì nó cũng sẽ tốt hơn là chúng ta cào bằng. Và một cái điểm nữa về mặt cái người quản trị đó, thì thêm một cái điểm nữa là cái gì, đó là chúng ta không nên lập ra cái đội nó quá đông người. Các bạn mà làm việc trong một cái đội nào mà đông người thành viên đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái tâm lý này. Tại vì sao? Tại vì một thành viên, người ta sẽ nghĩ rằng là nếu như họ làm ít thì những người khác bị ảnh hưởng không nhiều, cho nên là người ta không nỗ lực. Giả sử một đội ít người chẳng hạn, một người không làm mấy người khác gánh nổi kêu la, thì lúc đó là người ta không không thể không nỗ lực được. Nhưng mà nếu như đông mười mấy người một đội chẳng hạn, một người không làm, những người khác san sẻ ra làm, ô thôi làm đại cho rồi, thì lúc đó nó cũng không ảnh hưởng nhiều, thì cái tâm lý, cái hiện tượng này nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. À, đó là chúng ta nói về cái lười biếng xã hội. Ngoài ra thì cái đội cũng có thể đối diện với tình trạng gọi là rối loạn vận hành, chúng ta khó khăn trong việc chúng ta phối hợp, khó khăn trong việc chúng ta giao tiếp, khó khăn trong việc chúng ta thực hiện các công việc, có thể xung đột vân vân, chúng ta có thể gặp phải khi làm việc tra cái đầu. Tiếp theo chúng ta nói về cái mô hình hiệu quả của đội. Thực ra cái chương này đó, các bạn muốn hiểu á, muốn hiểu để chúng ta có thể tổ chức cái đội làm việc như thế nào tốt á, các bạn hiểu cái mô hình này. Hiểu cái mô hình này là các bạn sẽ thấy rõ nhất. Như vậy cái mô hình hiệu quả của đội đây, các bạn sẽ thấy là để một cái đội làm việc mà được xem là hiệu quả ha, được xem là hiệu quả, nếu như nó đạt được ba cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là cái kết quả đầu ra đáp ứng được cái mục tiêu mong muốn của mình. Ví dụ như cái đội các bạn làm việc với nhau, các bạn đặt mục tiêu là 10 điểm, các bạn phối hợp với nhau làm thuyết trình trình bày, nhưng mà cuối cùng được 10 điểm thì đó là cái mục tiêu số 1.
mới đạt được cái mục tiêu số 1 thôi, nhưng đó chưa phải là cái mục tiêu duy nhất của đội một cái đội làm việc. Nó còn hai mục tiêu nữa. Mục tiêu thứ hai là các thành viên ở trong đội phải cảm thấy hài lòng. À, phải cảm thấy rằng rất là vui khi ta làm việc với nhau, ta làm việc với các bạn khác ở trong đội rất là vui. À, phải cảm thấy cái đó nữa. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là cái năng lực thích ứng và học tập. Hay nói gọn lại là gì? Sau khi các bạn làm việc một cái đội đó, các bạn phải thấy rằng các bạn học thêm được cái gì mới. Nhờ ta làm việc trong cái đội này mà ta học thêm được cái một cái kỹ năng mới. Nhờ ta làm việc mà ta học thêm được những cái kiến thức mới, học thêm được những cái kinh nghiệm mới, những cái trải nghiệm mới, vân vân, cách làm việc mới, vân vân. Các bạn phải học được. Đó, như vậy ba cái yếu tố này nó mới làm một cái đội hiệu quả. Phải thỏa được ba cái yếu tố này. Như vậy để mà chúng ta có được một cái đội hiệu quả đó thì chúng ta phải chú ý mấy cái điểm như thế này. Cái điểm thứ nhất nó tác động đến cái đội hiệu quả đó chính là chúng ta phải hiểu được các cái quy trình của đội. Các quy trình của đội gồm có, chúng ta nói về các cái giai đoạn phát triển của cái đội này, cái sự gắn kết nè, chuẩn mực này và giải quyết xung đột trong đội này, chút xíu phần sau chúng ta sẽ nói cái này. Rồi chúng ta hiểu được hình thức của đội. Đấy, vừa rồi giới thiệu các bạn đó, đội chính thức là cái đội chức năng đấy. Rồi đội tự quản, rồi chút xíu mình nói đến cái đội ảo. Đội ảo. Rồi mình nói tiếp theo, chúng ta phải nắm được các cái đặc trưng của đội, gồm có quy mô đội, sự đa dạng vai trò của đội. À, ngoài ra thì chúng ta cũng phải hiểu cái cấu thành của thành viên, nên chọn cái thành viên đó là kiến thức kỹ năng như thế nào, đúng không ạ? Lợi ích và chi phí của các thành viên tham gia thế nào. À, còn đây là cái bối cảnh tổ chức nói chung thì chúng ta không đề cập đến trong cái đội này, như là cái tổ chức nó phải hỗ trợ cho việc thực hiện cái đội làm việc. Nhưng mà thì trong cái chương này chúng ta sẽ tìm hiểu từ những cái phần này đến đây. À, các bạn nhớ vào là mình tìm hiểu từ đây sang bên này. À, và mục tiêu là để chúng ta, mục tiêu là để mình có được cái đội hiệu quả này. Tiếp theo mình nói về các cái đội ảo. Như đội ảo thì bây giờ các bạn có nhiều rồi, các bạn quen rồi. Đúng không? Các cái đội mà chúng ta ở trên mạng đấy, bạn tham gia vào các cái thành viên các cái đội ở trên mạng, à, để cùng phối hợp với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như các bạn muốn học kiếm tài liệu chẳng hạn, tham gia vào những cái trang web ở trên đó, cùng chia sẻ tài liệu, cùng trao đổi. Rồi những cái chủ đề chúng ta có thể tham gia vào những cái đội mà bàn luận về các cái chủ đề khác nhau. Đó. Và cái đội ảo thì nó có thuận lợi đó là nó không giới hạn về mặt không gian, thời gian, địa lý, và chúng ta có thể kết nối với tất cả những thành viên ở trên toàn thế giới, nó tính toàn cầu luôn, không có ranh giới, không có biên giới luôn. Như vậy thì khi mà chúng ta tương tác ở trong những cái đội ảo thì nó có một số cái khó khăn, challenge mà chúng ta cần phải chú ý ở đây. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng công nghệ, đội ảo là chúng ta thông qua mạng thôi để sử dụng thôi, nên sử dụng công nghệ để mà tạo ra cái lòng tin với nhau nó khó hơn là mình gặp trực tiếp nhiều, đúng không? Khó rất là nhiều, nó khá hạn chế. Và thứ hai là cái văn hóa công nghệ nữa, nó sẽ tác động mình, đúng không ạ? Rồi giám sát cái việc khen thưởng này kia nó cũng khó khăn, chúng ta nghĩa là để chia sẻ với nhau đó, rất là khó. Và đặc biệt là một trong cái việc rất quan trọng đó là chúng ta tạo ra cái sự gắn kết của các thành viên ở trong cái đội ảo này khó lắm, tại vì không có gặp nhau trực tiếp, toàn nói qua mạng thôi. Rồi giao tiếp với nhau đó các bạn, giao tiếp trong cái đội ảo này như vậy thì thường nó sẽ là giao tiếp bằng ngôn từ thôi, ngôn từ có thể nói trực tiếp,
mà hoặc là có thể gõ gõ test. Như vậy thì nhiều khi đó là nó không truyền đạt hết thông điệp và làm cho cái sự xây dựng cái lòng tin, xây dựng cái sự tin tưởng, cái sự hiểu nhau nó khó hơn, nó khó hơn nhiều so với lại là chúng ta gặp trực tiếp, chúng ta trao đổi. Dù sao thì nó cũng sẽ dễ hiểu nhau hơn, tại vì thực ra chúng ta giao tiếp cái chương 17 chúng ta không có học. Các bạn đọc thêm cái chương đó không? Em chương 17 nói về giao tiếp truyền thông đó, communication, thì trong đó trong giao tiếp nó có cái giao tiếp phi ngôn ngữ đúng không ạ, non-verbal đúng không ạ, communication, và trong đó nó có những cái dấu hiệu như là body language chẳng hạn, ngôn ngữ cơ thể, rồi là cách chúng ta thể hiện, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể đúng không ạ? Nó thể hiện rất là nhiều cái thông điệp mà chúng ta trong giao tiếp đội ảo chúng ta khó thấy. Rồi tiếp theo chúng ta nói về các cái đặc trưng của đội. À, giờ mình nói xong cái phần đầu này này. Xong phần đầu này. Chúng ta nói về các cái đặc trưng của đội. Phần này. Mình nói về quy mô, sự đa dạng và vai trò. Đầu tiên nói về quy mô. Đúng không ạ? Quy mô. Theo bạn. Đúng không ạ? Theo bạn. Một cái đội nên có bao nhiêu người là to? Bạn nào có thể nói được nào? Rồi xin mời bạn phát biểu luôn đi. Dạ thầy, em nghĩ là một đội cần có ít thành viên là khoảng 3 tới 6 người là tốt nhất. 3 tới 6. Nghĩa là 3 người, 4 người, 5 người hoặc 6 người hả? Dạ ở khoảng giữa là 5 người thầy. À, giữa 3 tới 6 mà chia giữa là Ủa? năm à? Rồi cảm ơn bạn. Rồi các bạn nào có bổ sung thêm không? Rồi. Bạn nào vừa giơ tay xin mời phát biểu luôn. Dạ em nghĩ là 7 người ạ. 7 người. À. Tại sao lại 7 người? Dạ em thấy đó là cái số lượng mà nó hợp lý nhất. Cảm nhận là hợp lý ha. Dạ. Như vậy thì ta định nghĩa, ta quay trở lại cái định nghĩa đội. Đội là một cái đơn tổ chức mà nó gồm có từ 2 người trở lên. Như vậy thì chúng ta sẽ tính toán thử xem, nếu mà đội là 2 người thì sao? 2 người nó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một trường hợp á là 2 người đó họ rất là ăn ý với nhau. Nhưng ăn ý với nhau, và vì ăn ý với nhau quá cho nên là một người này nói ra người kia đồng ý. Như vậy mất cái ý nghĩa của cái việc mà ta phải tương tác, phụ thuộc, trao đổi với nhau, không có. Còn nếu mà 2 người mà không ăn ý, một người nói ra người khác chống đối thì suốt ngày không sẽ không làm việc được, không thống nhất được để làm, trên hai được 2 người làm không được. 3 người thì sẽ xuất hiện cái trường hợp đó là 2 người về một phe, 1 người về một phe, cho nên 2 người sẽ có cái xu hướng là áp đặt người còn lại. 4 người sẽ xuất hiện cái tình trạng đó là chia là 2 phe bằng nhau. À, cho nên là khó thống nhất. Tương tự như vậy là 6, 8, 10 gì đó là chia bằng nhau. Nếu các bạn thấy là các cái ủy ban này kia bây giờ người ta phải số lẻ. Một cái đội mà người ta cho rằng là lý tưởng, thành viên lý tưởng đó là 5 người. Thành viên, số thành viên lý tưởng là 5 người. Hoặc là 7 người. 5 hoặc 7. Cái hai số mà các bạn đưa ra. Nhiều nữa không tốt. 5 hoặc 7. Tại sao 5 hoặc 7? Cái số 5, số 7 á, chúng ta định nghĩa cái đội đó là gì? Các thành viên có sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Như chúng ta hình dung là nếu nó đông quá mình không thể tương tác hết được. Ví dụ đội 9 người, mười mấy người chẳng hạn,
Như vậy thì các bạn không thể làm việc mà các bạn phối hợp, các bạn trao đổi với tất cả những người còn lại một cách mà nó gắn kết, mà chia sẻ được. Và lúc đó nó sẽ có xu hướng là chia thành các cái đội nhỏ hơn, chia thành những cái nhóm nhỏ hơn ở trong cái đội đó, và nó mất đi cái sự tương tác. Ở đây là gì? Cần phải tương tác trực tiếp với nhau để mà phối hợp với nhau để làm. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai là nếu như ít quá thì nó không đủ cái độ đa dạng về các cái loại kỹ năng khác nhau để mà có thể bổ sung cho nhau để làm một công việc. Như vậy giao nhiệm vụ các bạn chuẩn bị bài để thuyết trình. Như vậy một cái đội mà chỉ có 2 người, 3 người thì như vậy thì cái kỹ năng người này với người kia có đấy, nhưng mà nó không đủ để chúng ta có thể làm một bài thuyết trình nó ngon lành. Nhưng nếu 5 người, 7 người thì các bạn có sự đa dạng và kỹ năng, có người giỏi về đọc tiếng Anh, có người giỏi về công nghệ thông tin, có người giỏi về những cái khác, và phối hợp với nhau mỗi người đóng góp những cái kỹ năng riêng biệt của mình đó, chúng ta làm cái bài thuyết trình tốt hơn. Nó cần phải có sự đa dạng kỹ năng đầy đủ, nên nó không được quá ít cũng không được quá nhiều, và phải là số lẻ. Như vậy cái số 5 hoặc 7 là cái số quy mô nó sẽ tốt cho cái việc phối hợp với nhau. Trong tài liệu thì ta nói 5, thì ta ưu tiên là 5, còn 7 là trong trường hợp nó nhiều việc hơn ta mới chọn 7 thôi. Đó là ta nói về quy mô. Tiếp theo là ta nói về cái sự đa dạng. Cái sự đa dạng. Như vậy thì bình thường nó là một cái đội làm việc đó thì cần phải có cái sự đa dạng của các thành viên, có nghĩa là các thành viên này họ phải có những cái sự khác biệt nhau tham gia trong một đội. Cho nên á, nhiều bạn, nhiều lớp, mà lớp nào cũng thế chứ không phải nhiều nữa, là khi mà thầy chia thành các cái đội làm việc đó, các cái đội để làm chuẩn bị, thì đa số là các bạn yêu cầu là cái gì? À, thầy ơi cho các em tự chọn đấy. À, thầy ơi cho các em đã có một cái nhóm sẵn rồi, môn khác rồi, bây giờ làm theo nhóm cũ luôn đi cho nó dễ. Đó, các bạn hay có cái yêu cầu như vậy. Như vậy chúng ta phải hiểu cái thế này. Nếu như các bạn làm việc với nhau từ môn này sang môn khác mà cũng là gặp những cái gương mặt đó, thì các bạn có học được cái gì mới nữa không? Cái đội hiệu quả là cái gì? Một trong những tiêu chí đó là chúng ta phải phải học được mới, phải học thêm, đúng không? Như bây giờ gặp nhau hoài rồi. Cái thứ hai nữa là rất quan trọng là gì? Quen biết hết trơn rồi, cho nên cái tính, cái sự khác biệt nó không thể hiện được nhiều nữa, mà cái sự đồng nhất nó khá cao, cho nên là cái sự sáng tạo nó sẽ ít đi, nó không còn thảo luận, nó không còn đóng góp ý kiến gì nhiều nữa. Đã. Và thậm chí là cái gì, thôi giao cho một người này làm thì nhiều, một cái đội này làm nhiều môn mà, thôi bây giờ nhỏ 2 người lo cái môn quản trị học đi, rồi 2 người còn lại lo cái môn toán đi, như vậy thì cuối cùng là chẳng còn phải là một đội làm nữa, mà có khi là 1 2 người làm thôi. Đó là cái mà thường thầy không có chấp nhận các bạn, mà phải chia ngẫu nhiên, chia ngẫu nhiên để nó phát huy được cái sự sáng tạo. Khi mình gặp những người mới vô thì bắt đầu mới phải khám phá, phải biết nhau có cái năng lực gì và bắt đầu chúng ta đóng góp vô, nên thường là cái đội nó phải đa dạng. Rồi chúng ta nói về cái vai trò của các thành viên ở trong đội. Như vậy khi mà làm việc trong một cái đội làm việc đó, chúng ta sẽ có thể hiện 2 cái loại vai trò khác nhau, kể cả người lãnh đạo cũng như là các thành viên ở trong đội, thể hiện 2 cái loại vai trò. Nó gọi là cái vai trò để hoàn thành nhiệm vụ, vai trò chuyên gia và vai trò về tạo cảm xúc xã hội. Là 2 cái loại vai trò các bạn thấy. Vai trò chuyên gia là cái vai trò mà hướng đến hoàn thành công việc ở trong đội, ví dụ như là đưa ra ý tưởng, cho ý kiến, chúng ta tìm kiếm thông tin, chúng ta thúc đẩy mọi người làm việc, vân vân.
Đó là vai trò chuyên gia. Tuy nhiên là nếu cái vai trò này á, mà nó chỉ mỗi vai trò này không thì nó làm việc nó căng lắm, gặp nhau mà toàn nơi công việc công việc công việc à, rồi bắt đầu căng thẳng. Thì nó có cái loại vai trò thứ hai là vai trò tạo cảm xúc xã hội, nghĩa là nó tạo ra cái sự gắn kết hòa đồng của mọi người, ví dụ như tạo ra cái động lực khuyến khích mọi người à, động viên nhau để làm, tạo ra sự hòa đồng đúng không ạ, tạo ra sự hòa đồng chia sẻ với nhau, hòa đồng với nhau, giảm căng thẳng, chống ngược căng thẳng quá đúng không ạ, hỗ trợ khuyến khích nhau à, rồi là ví dụ như xung đột chẳng hạn thì có người hòa giải, rồi là theo sát nhau. Theo sát nhau không chỉ là công việc mà là gì, quan tâm thành viên trong đội, quan tâm với nhau, và thậm chí là có những lúc có những người phải đứng vai trò để trung gian hòa giải khi các thành viên trong đội xung đột với nhau quá khó giải quyết, làm trung gian hòa giải đó. Như vậy là các cái vai trò khác nhau về một cái thành viên, một thành viên trong đội chúng ta có thể thể hiện cả hai cái vai trò này. Vai trò chuyên gia và vai trò tạo cảm xúc xã hội này. Rồi tiếp theo chúng ta nói về cái các cái quy trình của đội. Các quy trình của đội thì chúng ta sẽ nói về các giai đoạn phát triển của đội là chúng ta nói về sự gắn kết nè, các chuẩn mực nè, đúng không? Hình như này các bạn. Đúng không ạ? Chuẩn mực nè và giải quyết xung đột. Mình nói xong những cái này là ta xong cái chương 18 vậy. Đầu tiên ta nói về cái quy trình, cái quá trình phát triển của đội. Bạn nào có thể cho thầy biết là đội nó gồm nó phát triển qua mấy cái giai đoạn nào? Rồi xin mời bạn phát biểu luôn. Dạ thưa thầy là 5 giai đoạn ạ. Rồi kể tên giùm thầy à. Dạ thưa thầy là thành lập, sóng gió, định chuẩn, thành tựu và chấm dứt. Rồi đúng rồi, 5 giai đoạn: thành lập, sóng gió, định chuẩn, thành tựu và chấm dứt. Tiếng Anh nó là nó là cái forming, storming, norming, performance, performing và adjoining, là 5 cái giai đoạn. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được 5 cái giai đoạn này để khi ta làm việc phối hợp với nhau đó chúng ta mới biết. Như vậy thì giai đoạn thành lập, giai đoạn thành lập á là giai đoạn mà chúng ta mới gặp nhau mà bắt đầu phải làm quen, phải làm quen, phải hiểu biết nhau và ngồi với nhau bàn để định hướng cái đặt ra mục tiêu, thì đây là cái giai đoạn quan trọng. Nghĩa là mới thì cái việc đầu tiên các bạn phải làm gì, phải có những hoạt động làm sao để mà cho các thành viên hiểu nhau. Nhiều khi người ta không thể hiện hết đâu, các bạn phải có những hoạt động mà trong công ty làm, có thể là gì, có thể là cái đội này rủ nhau đi uống cà phê, rủ nhau đi một cái hoạt động nào đó, thậm chí là đi ăn nhậu như vậy, để làm gì, để cảm thấy gần gũi với nhau, quen thuộc nhau đã. Nếu như cái đội này mà chưa có thể cho biết nhau trước rồi đấy, nhưng mà khi mà làm việc với nhau để gắn kết phải tạo ra một cái không khí, rồi là gì nữa, thông qua những cái như vậy bắt đầu mình mới hiểu được người này có cái gì biết nhau đúng không, người thì có cái năng năng khiếu gì, năng khiếu cái năng lực gì đó, thì thông qua giờ này ta mới biết nhau. Và biết nhau thêm là cái gì, đó là sau khi biết rồi bắt đầu mới ngồi bàn với nhau xem là như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta là như thế này, như vậy thì cụ thể là chúng ta sẽ lên mục tiêu và lập kế hoạch để triển khai như thế nào. Thì cái giai đoạn thành lập này là cái giai đoạn phải làm được cái việc này. Các bạn chờ chút xíu mà, ở kế bên họ đang sửa nhà, họ đang gõ quá, bạn chờ thì chút.
Rồi, đó là cái giai đoạn thứ nhất, thành lập. Giai đoạn thứ hai, sóng gió, storming. Thì đây là cái giai đoạn mà các bạn hình dung là các thành viên mà khác biệt nhau ha, tham gia cho một cái đội rồi, bắt đầu mình lập kế hoạch và bàn nhau rồi đó, bắt đầu là từ đó bắt đầu có những xung đột, tại vì khác biệt nhau mà. Có khi người đến từ các phòng ban khác nhau, người từ phòng kế toán, người từ phòng kinh doanh, người từ bộ phận kỹ thuật, vân vân, khác nhau. Và như là nhìn một vấn đề để giải quyết thì mỗi người nhìn một cái góc độ khác nhau, như là tranh cãi gì lắm, sóng gió gì lắm ha. Thì trong giờ này là cái vai trò, những cái vai trò về tạo cảm xúc xã hội đó, nó phải thể hiện rõ hơn để nó tạo ra cái sự hài hòa, hòa đồng với mọi người. Rồi sau cái giai đoạn sóng gió thì tiếp theo giai đoạn thứ ba là giai đoạn định chuẩn, nghĩa là chúng ta đưa ra các cái chuẩn mực, các cái quy tắc để mọi người hành động theo, để nó giảm bớt các cái tranh cãi, những cái xung đột. Định chuẩn, đưa ra các chuẩn mực. Sau khi mà chúng ta đã có được những cái chuẩn mực và thống nhất với nhau rồi đó, thì đến cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn hiệu quả nhất, nó gọi là giai đoạn thành tựu. Bây giờ là performing đấy. Nghĩa là các thành viên bắt đầu tập trung vào thực hiện công việc, không còn cãi nhau nữa, không cần phải bàn luận thảo luận nữa. Bây giờ mọi người biết cần phải làm gì, phối hợp với nhau thế nào rồi, bắt đầu làm. Đây là giai đoạn mà giúp cho chúng ta thực hiện công việc tốt nhất. Và giai đoạn thứ năm đó là chấm dứt, nghĩa là sau khi hoàn thành công việc, tổng kết, đúng không ạ, đánh giá thành tựu, thành quả đó, và nếu không tiếp tục nữa là coi như là công việc xong rồi, giải tán. Thì năm cái giai đoạn như vậy, nếu chúng ta hiểu từng giai đoạn một thì khi mình là một thành viên ở trong đội, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ biết cách là trong từng giai đoạn mình phải làm gì, hay là chúng ta làm cái người lãnh đạo cái đội này. Như vậy chúng ta phải biết được là cái đặc trưng của từng giai đoạn một, và chúng ta thể hiện được các cái vai trò khác nhau để là hỗ trợ cho cái đội này thực hiện tốt, làm sao nó mau vượt qua giai đoạn sóng gió chẳng hạn. Đó, đây chúng ta nói về các cái giai đoạn phát triển của đội là như vậy. Một yếu tố rất quan trọng trong việc mà tạo ra cái sự hòa đồng, phối hợp với nhau, làm việc tốt với nhau, đó chính là chúng ta nói về cái sự gắn kết của các thành viên ở trong đội, đúng không ạ? Chúng ta nói về cái sự gắn, chúng ta sẽ xem xét về cái sự gắn kết. Như vậy thì nếu như mà cái đội mà các thành viên ở trong đội mà có sự gắn kết cao với cái đội á, thì nó sẽ làm việc tốt hơn. Như vậy cái sự gắn kết này nó sẽ bị tác động bởi những yếu tố nào, và chúng ta biết để chúng ta tạo cái sự gắn kết cao các thành viên trong đội này các bạn. Cái thứ nhất đó là cái sự tương tác ở trong đội, các thành viên liên lạc với nhau, trao đổi với nhau, tương tác với nhau thường xuyên hơn, nó cũng sẽ có sự gắn kết hơn. Cho nên là các bạn biết, ngay cả như bạn bè cũng thế thôi các bạn. Bạn bè bây giờ các bạn học phổ thông xong các bạn vào đại học rồi, thậm chí là có những người rất lâu sau nữa các bạn không gặp lại và các bạn không có liên lạc gì. Nên cái ngày xưa học chung lớp với nhau vui lắm đấy, đúng là rất thân thiết đấy, nhưng mà các bạn lâu quá là bắt đầu mỗi người một việc rồi, mỗi người lo cái công việc của mình riêng, không liên lạc với nhau, hồi cái tình cảm nó nhạt nhẽo, nó hết cái sự gắn kết. Còn nếu như mà những người nào mà mình liên lạc với nhau thường xuyên hơn, trao đổi với nhau thường xuyên hơn, vân vân, thì cái sự gắn kết nó có hoài, nó còn hoài. Nên cái sự tương tác quan trọng lắm. Nên nhiều khi mà để mà duy trì các mối quan hệ đó các bạn, thậm chí là gì, mình có việc mình nhờ người ta, nó là cái để mà tạo sự gắn kết với nhau. Ví dụ mình đang có những cái khó khăn, có những cái việc cần giải quyết, mình nhờ, mình nhắm những người đó, người ta có thể hỗ trợ mình được, mình nhờ. Đó là những cái mối quan hệ của chúng ta nhờ người ta giúp mình. Như vậy thì thậm chí là nhờ người ta giúp mình, như vậy nó là cái để tạo ra cái sự tương tác gắn kết. Đó là kinh nghiệm mà các bạn, kinh nghiệm trong cuộc sống mà các bạn. Thì trong một đội chúng ta ứng và cũng thế. Như vậy một cái đội làm việc với nhau mà chúng ta ít tương tác, ít trao đổi với nhau, cái đội đó thì đảm bảo với các bạn là các thành viên họ cũng sẽ nó nhạt nhạt. Nó sẽ
ít để ý. Đó là cái thứ nhất, tăng cường cái sự tương tác, mà tóm lại là như thế. Thứ hai là các mục tiêu được chia sẻ thì như hồi nãy thì nói đấy. Như vậy khi mà cái đoạn mà thành lập á, các bạn ngồi bàn với nhau là cái mục tiêu mình cần phải làm gì, làm thế nào đó, bàn với nhau, và các bạn phải làm sao để mà kéo được tất cả mọi người cùng bàn, mọi người cùng thống nhất, thì lúc đó người ta gắn kết và người ta quyết tâm thực hiện cái mục tiêu đó nó sẽ cao. Đó, còn nếu như không làm được cái việc này á thì nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc tạo sự gắn kết, không không quyết tâm, không nhất trí. Cái thứ ba đó là cái sự hấp dẫn của đội với lại các cá nhân thành viên của cái đội đó, nghĩa là ví dụ như là mình lập ra một cái đội, các bạn đi học chẳng hạn, các bạn lập ra một cái đội câu lạc bộ anh văn như vậy ở trong lớp lập ra, tức là cũng là một đội của các bạn thôi, nên là các thành viên tham gia vô. Như vậy thì nếu như các bạn là cái người mà rất là mê và rất là mong muốn để mà cải thiện cái năng lực về tiếng Anh của mình và cái mục tiêu của câu lạc bộ Anh Văn này là gì, là giúp các thành viên cải thiện cái kỹ năng về tiếng Anh, như vậy thì các bạn nó rất là hợp với lại cái mục tiêu của các bạn, như vậy các bạn gắn kết cao lắm, các bạn nhiệt huyết, các bạn làm gì lắm à, đúng không? Và một thành viên khác tham gia vô nhưng mà tham gia vô cũng không quan tâm lắm đến cái mục tiêu này, cái mục tiêu tiếng Anh này, thì lúc đó người ta cái sự gắn kết của họ nó sẽ thấp hơn. Như vậy thì chúng ta phải làm cho các thành viên ở trong, tóm lại là chúng ta phải làm cho các thành viên ở trong đội họ họ phải thấy thích những cái giá trị của đội, những cái mục tiêu của đội họ phải thấy thích, thì lúc đó người ta mới gắn kết. Nếu như người ta không thích thôi thì khó khăn. Ngoài ra có hai yếu tố thuộc về bối cảnh nó phải giúp cho tăng cái sự gắn kết của các thành viên ở trong đội hơn. Thứ nhất là gọi là cái sự hiện diện của cạnh tranh. Cạnh tranh là thế nào các bạn, nghĩa là nó xuất hiện cái hiện tượng mà ganh đua giữa các đội với nhau, và khi mà các đội ganh đua với nhau thì bản thân các thành viên ở trong đội người ta sẽ gắn kết với nhau hơn. Nè, nhìn các bạn thấy là đi, các bạn tham gia các cái hoạt động team building đấy các bạn, team building, và một trong những cái mục tiêu là để tạo cái sự gắn kết của các thành viên ở trong đội. Mai mốt mà hết Covid các bạn học offline, các bạn học đó thì thầy khuyến khích các bạn để cái lớp các bạn tạo sự gắn kết đó, các bạn cũng tổ chức cái một cái buổi, mỗi chuyến team building đi chơi gần gần thôi, ví dụ đi 2 ngày thôi, 2 ngày 1 đêm chẳng hạn, như vậy tổ chức đi chơi chia thành các cái đội chơi các bạn các cái trò chơi, và đặc biệt là gì, những thành viên nào mà lạ nhau chưa biết nhau nó cho vô chung một đội biết nhau tách ra làm gì, bắt đầu là chơi đua với nhau, ganh đua với nhau, đội này thi với đội kia. Như vậy thì để mà tự nhiên mình phải cạnh tranh với đội khác, nên các thành viên ở trong cái đội này tự nhiên gắn kết với nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn để mà thắng cái đội kia. Cái đấy mình không đoàn kết là mình không thắng được. Đó là cái thế, có sự cạnh tranh thì bản thân các thành viên nó đoàn kết với nhau hơn. Và một yếu tố nữa đó là cái sự thành công của đội nó cũng sẽ là một yếu tố tạo sự gắn kết. Cái này thì các bạn thực ra là trong thực tế các bạn sẽ thấy là có những cái khi mà làm việc đó, thì thầy thấy là lúc làm việc nó có trải qua những cái rất là vất vả, rất là vất vả, ví dụ là có một nhóm anh em làm với nhau, làm ngày làm đêm một cái dự án, một công việc nào đó làm ngày làm đêm để mà hoàn thành, và lúc đó áp lực rất là cao và khó khăn. Nhưng mà sau đó thì hoàn thành được,
kết quả tốt. Thì các bạn sẽ thấy là những thành viên đó họ lại là những thành viên cực kỳ gắn kết với nhau. Tại vì sao? Cùng với nhau chia sẻ những cái khó khăn và bây giờ chúng ta đạt được cái thành quả chung với nhau. Đó, nó tạo ra sự gắn kết rất là tốt. Như vậy đó là những cái mà chúng ta có thể tạo khi quá trình làm của đội đó, mình cũng phải tạo ra những cái điểm nhấn cùng với nhau nỗ lực tối đa và bắt đầu hưởng thành quả. Các anh chị gắn kết rất là cao. Do là người ta nói về cái sự gắn kết của đội. Cái thứ ba đó là mình nói về chuẩn mực, định chuẩn. Như vậy thì để chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực để cho mọi người làm đây, mình bớt cái xung đột đó các bạn. Như vậy thì cái đoạn storming, cái đoạn storming mà nó kết thúc sớm hay không là do cái chuẩn mực này nó có nhiều hay không. Như vậy thì chúng ta có thể hình thành những cái chuẩn mực bằng cách nào? Có bốn cách để các bạn khi mà các bạn làm việc với đội với nhau đó, các bạn có thể đưa ra. Cái thứ nhất đó là ngay từ ban đầu các bạn đưa ra những cái quy tắc để thống nhất, tuyên bố rõ ràng. À, tôi đề nghị là bây giờ làm việc với nhau, đề nghị các bạn là bây giờ khi mà họp thì mọi người không được tham dự trễ, phải đúng giờ. À, vì vậy đó là một cái chuẩn mực chẳng hạn. Thì đó, như vậy thì bắt đầu là mọi người phải làm theo. Cái thứ hai là những cái tiền lệ ban đầu, những tiền lệ ban đầu nó cũng thể giúp chúng ta hình thành chuẩn mực. Ví dụ như lần đầu tiên mình họp rất là tốt, do tất cả các thành viên đều rất là hăng hái phát biểu đề nghị, đây là cái rất tốt, đề nghị những buổi họp sau đề nghị mọi người phát huy y chang như vậy thôi. À, phát biểu rất là hăng hái nhiệt huyết như thế này. Đó, đó là những cái tiền lệ ban đầu, chúng ta có thể lấy những cái tiền lệ đó thành chuẩn mực. Cái thứ ba là có thể lấy từ cái kinh nghiệm bên ngoài. Bên ngoài nghĩa là một người bảo là trước đây tôi tham gia một cái đội khác cách làm rất là hay. Đó là tôi thấy rằng là mọi khi mà làm việc thì mọi người, các thành viên đều được yêu cầu là phải chuẩn bị sẵn cái ý tưởng của mình ra giấy, à, gửi trước cho mọi người rồi sau đó mới họp chẳng hạn. Đó, và tôi thấy rất là hiệu quả, đề nghị đội này làm như thế. Bây giờ mình lấy kinh nghiệm từ cái chuyện mình làm ở cái chuyện chỗ khác mình đưa vô thì mọi người thống nhất, thì nó cũng thể trở thành cái chuẩn mực ở trong đội. Ngoài ra thì nó còn có là từ những cái sự kiện khác, sự kiện quan trọng khác ở trong đội. À, giả sử như là một cái đội phối hợp với nhau mình làm đây, và như vậy thì có một lần mình vô tình mình làm việc gì đó, hay là giả sử như là một cái lần tổng kết làm cái đoạn đầu tiên làm và rất là tốt, kết quả rất là tốt. Đó, và như vậy lấy cái kinh nghiệm đó để áp thành cái chuẩn mực chẳng hạn. Thì đó là chúng ta đưa ra. Như vậy các bạn khi mà bạn càng hình thành được những cái chuẩn mực này sớm thì các bạn sẽ kết thúc được cái đoạn báo tố, storming, giai đoạn sóng gió đó, mình sẽ kết thúc sớm để chúng ta thống nhất với nhau để đi làm việc. Rồi cái nội dung cuối cùng ở trong cái này ta nói về cái quản trị xung đột ở trong đội. Như vậy thì khi mà làm việc các bạn, cái đội phối hợp với nhau làm việc đó, thì cái xung đột cũng ghê gớm lắm đúng không ạ, nhiều xung đột lắm, đặc biệt là do sóng gió xung đột nhiều lắm. Như vậy thì để chúng ta hiểu về giải quyết xung đột ở trong đội, chúng ta cũng hiểu sơ sơ qua về xung đột tí xíu. Đầu tiên, khái niệm xung đột là cái gì đúng không ạ? Để xung đột là đề cập đến cái sự tương tác đối kháng nhau, trong đó một bên cố gắng ngăn chặn hay là ngăn chặn những cái quyết tâm thực hiện mục tiêu của người khác. Hay trong quản trị đó là gì, cái việc thực hiện mục tiêu của một bên này nó ảnh hưởng đến việc thực hiện cái mục tiêu của bên khác, nó dẫn đến xung đột. Như vậy người ta chia làm hai cái dạng xung đột là xung đột nhiệm vụ và xung đột quan hệ. Xung đột nhiệm vụ đơn giản nó là gì, đó là do cái công việc của tôi làm nó ảnh hưởng đến cái việc của anh, nghĩa là xung đột.
Tôi làm phòng tài chính, tôi kiểm soát chi phí rất là chặt chẽ theo nguyên tắc, và nó ảnh hưởng đến cái việc anh linh hoạt trong hoạt động kinh doanh. Xung đột là vì vậy. Còn xung đột quan hệ là cái mối quan hệ giữa các thành viên với nhau không tốt, tôi không thích cái người đó, dẫn đến là gì, tôi không hỗ trợ, tôi không support, giả sử vậy, đó là xung đột quan hệ. Như vậy thì ở trong thực tế đó, trong thực tế nghiên cứu thì người ta thấy rằng là một cái tổ chức mà nó không có xung đột thì nó cũng không hiệu quả, nhưng nếu nó xung đột quá mức thì nó cũng không hiệu quả luôn, cho nên là nó cũng có mức xung đột, và xung đột là mức vừa phải, nghĩa là xung đột không dẫn đến là cái sự mâu thuẫn, cái sự mất đoàn kết thì cũng sẽ tốt. Giống như trong một đội bóng này đó, trong đội bóng mà các thành viên mà không có sự cạnh tranh quyết liệt với nhau thì nó sẽ không có nỗ lực, không tốt. Nhưng mà nếu mà cạnh tranh quá mức dẫn đến mâu thuẫn, mất đoàn kết thì cũng không tốt, phải có cái sự cạnh tranh, nhưng mà vẫn phải có sự cạnh tranh thì mới tốt được. Đấy, các bạn thấy là như Việt Nam đang đá bóng chẳng hạn, ông Park Hang-seo ông đưa cái thủ môn Nguyên Mạnh ra bắt để ông răn cái thủ môn Tấn Trường đừng có lộn xộn, các bạn đừng có nghĩ rằng là một cái vị trí của mình bất khả xâm phạm, cho nên là ta muốn chơi gì chơi, đá bóng xong rồi lên mạng xã hội live stream vui xuôi trên đó, đúng không? Không được, cái đó là không có sự xung đột à, các bạn. Như vậy thì không có sự cạnh tranh rồi, nên là cái anh kia anh sẽ có cái tâm lý chỉnh mà bây giờ đó ta đưa ra nha, đưa thủ môn này vô bắt nha, bắt tốt nha, và anh kia là không đàng hoàng, không tập luyện nghiêm túc, không giữ cái lối sống sinh hoạt cho đàng hoàng, có thể sẽ mất vị trí. Như vậy đó là tạo ra cái xung đột, và lúc đó nó sẽ hiệu quả, mọi người đều nỗ lực. Nói ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như xung đột cao quá cho nên là gì, hai thủ môn này cạnh tranh với nhau cho nên nhìn không muốn nhìn mặt nhau, không phối hợp với nhau nữa, thằng ông này lo làm hại em kia để mà chiếm vị trí thôi, thì lúc đó không tốt. Ví dụ thế, đó là tôi nói về cái xung đột. Như vậy khi mà xảy ra xung đột thì cái nguyên nhân nó là chỗ đâu? Là có một số cái nguyên nhân như thế này. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là do cạnh tranh để chiếm hữu nguồn lực dẫn đến xung đột. Có thể xung đột về sử dụng nhân sự thiếu người, xung đột về nguồn kinh phí do công ty phải lấy kinh phí chủ cho hoạt động khác nên mà mình thiếu như vậy. Rồi các mục tiêu khác nhau, cái này là rất là quan trọng, mỗi phòng ban có những cái mục tiêu khác nhau. Còn marketing chuyên môn đi xài tiền đốt tiền, tài chính luôn luôn kiểm soát tiền, ví dụ vậy. Hai ngày thế nào cũng cũng xung đột với nhau thôi. Bởi ông bảo không có ngân sách marketing làm sao tôi làm, bởi ông bảo xài hết tiền chuyên môn đi xài tiền như thế thì tiền đâu mà xài, đúng không? Ví dụ thế, và nó cũng có cái xung đột. Rồi có thể là cái sự mà thất bại trong giao tiếp, trong truyền thông, không hiểu ý nhau, do trao đổi mà không hiểu ý nhau, nó cũng dẫn đến xung đột. Chúng ta làm việc ở trong một cái đội đó, những cái thành viên mà chúng ta tương tác trao đổi với nhau mà nó không hiểu, rồi sự thiếu tin cậy lẫn nhau, thông tin là những người khác cái người kia là sẽ làm tốt, như vậy tự nhiên có thể ảnh hưởng đến mình, nghe không? Đúng không? Có thể xung đột. Và đặc biệt là trong những cái nhóm ảo, những cái đội ảo đó thì nó thiếu những cái tín hiệu phi ngôn ngữ, non-verbal communication, và dẫn đến là có thể ảnh hưởng đến cái việc mà hiểu, đúng không ạ, hiểu nhau. Đó là tôi nói về cái nguyên nhân gây xung đột. Như vậy thì khi mà xảy ra xung đột thì chúng ta có những cái phong cách xử lý xung đột như thế nào? Các bạn thấy có làm cái phong cách, ví như là phong cách thống trị, phong cách né tránh,
nhượng bộ, hợp tác và thỏa hiệp. Nghĩa là nó nói đến chúng ta quan tâm đến cái tính quyết đoán hay là chúng ta quan tâm đến duy trì cái mối quan hệ với người khác, là assertiveness, và thứ hai là cooperation đi. Như là chúng ta tôi chú trọng đến duy trì mối quan hệ hay là quyết đoán, và dựa trên đó người ta đưa ra năm cái phong cách. Phong cách thống trị là gì? Khi xảy ra xung đột, ta sẽ dùng những cái tranh luận, dùng những cái để bảo vệ cho quan điểm của mình, bảo vệ cho cái cách của mình, và bắt đối phương phải chấp nhận theo quan điểm của mình. Đó là thống trị. Còn trong trường hợp ngược lại, nhượng bộ là khi xảy ra xung đột, ta có xu hướng là ta mềm dẻo và ta chiều theo ý của đối phương để duy trì tốt cái mối quan hệ với họ. Né tránh là khi xảy ra xung đột không giải quyết, lờ đi, không giải quyết, đó là né tránh. Hợp tác, khi xảy ra xung đột hai bên cùng phối hợp với nhau, cả các bên xung đột cùng phối hợp với nhau để giải quyết và tìm ra phương án làm sao đáp ứng được mong muốn của cả hai bên. Còn thỏa hiệp là cái đi về cái giai đoạn dạng kiểu là trung gian, coi như là vừa phải, mỗi bên chịu lùi một ít để mà có được cái giải pháp cho cả hai bên. À, các bạn đọc thêm tài liệu ha, khi nào thì chọn cái biện pháp nào thì các bạn đọc thêm tài liệu. Rồi như vậy thì trong một cái đội thì khi xung đột thì cái cách giải quyết ưu tiên là cách nào? Đó chính là cái hệ giải quyết hợp tác này. Giải quyết hợp tác, đây là cách ưu tiên. Nghĩa là tìm ra giải pháp làm sao mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. Khó lắm, người ta không hài lòng ta mới xung đột. Bây giờ xung đột phải tìm giải pháp sao hai bên đều đáp ứng được cái mong muốn của mình. Khó, không có dễ. Cho nên để tìm được cái giải pháp hợp tác thì dẫn đến chúng ta phải có đàm phán. Chúng ta nói về đàm phán một chút. Đàm phán, đàm phán dựa trên hai cái đầu tiên mình nói về đàm phán, đúng không ạ? Đàm phán là chúng ta chia làm hai loại đàm phán, là đàm phán phân phối và đàm phán hợp nhất. Đàm phán phân phối là gì? Đàm phán phân phối là nó dựa trên cái đàm phán là thắng thua, có nghĩa là dựa trên cái giả định là một cái miếng bánh cố định, và như vậy thì tôi đàm phán để tôi tăng cái phần được hưởng của tôi thì anh sẽ, cái anh bên kia sẽ bị ảnh hưởng. Cái quan điểm đàm phán phân phối là như vậy, và thường là người ta không, trong đàm phán giải quyết trong cái đội làm việc thì người ta không sử dụng cái cách này, mà người ta sử dụng cái quan điểm tiếp cận, đó là đàm phán hợp nhất. Đàm phán hợp nhất là gì? Là dựa trên giả định hai bên cùng thắng, nghĩa là tìm ra một cái giải pháp nào đó mà đều thỏa được lợi ích của cả hai bên. À, đó là cái đàm phán hợp nhất này. Như vậy thì để thực hiện được đàm phán hợp nhất thì nó có mấy cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải chú ý như sau để chúng ta có thể đàm phán được. Nguyên tắc thứ nhất, tách con người ra khỏi vấn đề. À, như vậy khi đàm phán các bạn thầy nói ví dụ thế này. Một cái bạn trong một cái đội làm việc, bây giờ một bạn đề nghị là bây giờ tôi phần việc này tôi không làm được đâu. Người khác làm đi, tôi không làm được. Như vậy mình phải đàm phán để thống nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta đàm phán để bàn một cái, bàn được về cái hiện tượng đó là gì, bàn về cái sự kiện đó, là sự việc đó, là cái công việc này các bạn nó không nhận, mình đàm phán về cái chuyện đó. Chứ bạn đừng có suy nghĩ hay là đừng có nghĩ rằng là ta đàm phán với một cái đứa làm biếng, hai cái đó khác nhau. Và khi các bạn có một cái tư tưởng như vậy, các bạn sẽ rất là khó để các bạn đàm phán, để tìm ra cái giải pháp tốt cho cả hai bên.
tách con người ra khỏi vấn đề, tập trung vào vấn đề thôi. Vấn đề là gì? Là người ta không muốn nhận cái công việc đó, chứ không phải vấn đề là ta gặp một người làm biết. Các bạn lưu ý cái đó, tách con người khỏi vấn đề là như vậy. Cái thứ hai, tập trung vào lợi ích chứ không phải nhu cầu. Đó, như vậy thì các bạn biết thấy là cái nhu cầu hiện tại của người bạn đó là gì, là không muốn nhận cái công việc đó. Cái nhu cầu. Nhưng các bạn đừng có tập trung vào đó để các bạn giải quyết, nó khó lắm. Các bạn phải hiểu được đằng sau cái việc mà các bạn đó không muốn nhận cái việc đó là cái gì. Bạn đã bảo bây giờ cuối tuần này mình có một cái kỳ thi, cho nên bây giờ nhận việc đó tôi sẽ không thể đầu tư tôi làm học thi được. Như vậy thì cuối cùng mình biết được là cái ẩn đằng sau đó chính là cái kỳ thi. Ok, vậy thì cái việc này bạn không nhận, người khác làm cho bạn, tại vì nó sát cái deadline, nó sát cái kỳ thi của bạn quá. Ok, nhưng mà bây giờ các bạn thi xong là bạn khỏe ra, như vậy thì bạn sẽ nhận cái việc khác. Như vậy cái việc khác có thể khó hơn, nhưng mà lúc này bạn rảnh rồi, nhưng mà bạn phải gánh trở lại. Thì như vậy ta tập trung vào cái lợi ích là như vậy, chứ đừng có tập trung vào cái nhu cầu trước mắt để giải quyết, nó khó lắm. Như người ta không muốn nhận mà không, bạn phải nhận mà được, chia mà đều thì bạn phải nhận, như vậy thì nó rất là khó. Để xem như vậy thì cái ẩn đằng sau cái đó là cái gì, và chúng ta giải quyết cái ẩn đằng sau á thì nó mới dứt điểm được, để lúc đó ta mới có được cái giải pháp. Rồi, lắng nghe trong quá trình đàm phán, cố gắng lắng nghe và đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt để mình hiểu cái đối phương, để mình tìm ra giải pháp, chứ đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều quá không tốt, tại vì chúng ta nói chúng ta sẽ không có thời gian suy nghĩ. Mình im lặng mới có thời gian suy nghĩ, và mình nghe mình có thêm thông tin để mình suy nghĩ tiếp, lúc đó sẽ có cái cơ hội để ta có được những cái giải pháp tốt. Và cuối cùng đó là cần phải kiên định, là kết quả dựa trên cái chuẩn mực khách quan. Như cái đàm phán với lại các bạn ở trong cái đội để mà làm việc thì chúng ta phải dựa vào cái chuẩn mực đó là gì, làm sao để cái kết quả của cái đội của chúng ta là tốt theo như mục tiêu đặt ra, chứ không phải là theo mục tiêu của bạn hay mục tiêu của tôi. Đây là mục tiêu chung của cả đội, chúng ta phải dựa vào đó để mà làm, để chúng ta phấn đấu. Dựa vào những cái chuẩn mực khách quan như vậy thì nó sẽ hạn chế được những cái mà người ta cảm thấy không hài lòng khi đàm phán, thì lúc đó có thể tìm được những cái giải pháp tốt nhất. Đó là cái nội dung của cái chương này. Như vậy các bạn thấy là thầy giới thiệu nó rất là gọn, và để tóm lại thì thầy chỉ chiếu lại cái hình này thôi, để ta hiểu được cái nội dung của cái chương này thông qua cái hình này thôi. Các bạn, mục tiêu là chúng ta để có một cái đội hiệu quả, và để có cái đội hiệu quả thì một cái đội được xem là hiệu quả nó phải thỏa mãn ba cái mục tiêu. Thứ nhất là nó phải đạt được cái kết quả mong muốn, thứ hai các thành viên phải cảm thấy hài lòng, và thứ ba là các thành viên phải cảm thấy mình học được thêm cái gì mới sau khi làm việc một cái đội này. Và để thực hiện được thì chúng ta cần phải chú ý đến mấy cái điểm. Thứ nhất là chúng ta phải chú ý về cái hình thức của đội này, các đặc trưng của đội này, rồi cái cấu thành của đội này, cũng như là cái quy trình của đội này. Đây là những cái mà trực tiếp chúng ta phải chú ý để giúp cho cái đội nó hiệu quả. Bên cạnh đó chúng ta cần sự hỗ trợ từ mặt tổ chức công ty, như là ví dụ như lãnh đạo hỗ trợ này, chiến lược của công ty này, yếu tố môi trường nó sẽ ảnh hưởng này, văn hóa, hệ thống khen thưởng nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của chúng ta. Ở trong lớp các bạn học đó chính là gì? Chúng ta cần cái không khí ở trong lớp, cần thầy cô tạo ra cái bối cảnh, tạo ra cái môi trường để hỗ trợ cái việc làm việc chúng ta thôi. Thì đó là người ta nói về cái mô hình của một cái đội làm việc hiệu quả, và cái phần nội dung của chương 18 chúng ta đề cập đến những phần này thôi. Rồi xin mời các bạn đặt những câu hỏi liên quan đến cái chương này. Mời bạn Thảo nào.